huyền thoại đặc công quân giải phóng Việt Nam xóa sổ cả sư đoàn lính Mãnh Hổ, rồng xanh khét tiếng Hàn Quốc, khiến cả thế giới bất ngờ. Mến chào quý vị đang đến với kênh Triết Lý Tinh Hoa. Quý vị thân mến, rồng xanh, bạch mã, Mãnh Hổ là những cái tên rất lưu manh của các quân đội Hàn Quốc khi tham gia chiến tranh ở miền Trung Việt Nam. Tại đây, chúng đã thực hiện nhiều tội ác dã man khiến lòng dân chúng căm phẫn. Trước những tội ác mà đám lính đánh thuê này gây ra cho đồng bào ta, quân đội đặc công Việt Nam đã quyết tâm dạy cho chúng một bài học nhớ đời, làm nên những trận đánh huyền thoại xé xác rồng xanh, phanh thây Mãnh Hổ, chấn động thế giới. Vậy cụ thể, đặc công Việt Nam đã chiến đấu như thế nào? Quân giải phóng đã làm gì để tống cổ bọn chúng? Hãy cùng Triết Lý Tinh Hoa đi tìm hiểu ngay sau đây. Quý vị thân mến, trước năm 1965, chính phủ Đại Hàn Dân Quốc đã gửi các đơn vị quân y, các võ sư sang tham gia vào hoạt động giao lưu với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nhằm dọn đường cho việc tham gia chính thức vào chiến trường Việt Nam sau này. Từ năm 1965 trở đi, lần lượt các đơn vị chiến đấu của Đại Hàn lần lượt cập bến quân cảng Đà Nẵng và chính thức tham chiến. Đó là sư đoàn bộ binh Capital, có cái tên rất kêu là Mãnh Hổ, đóng quân ở Quy Nhơn. Tiếp theo là sư đoàn bộ binh Bạch Mã, đóng ở Phú Yên. Lữ đoàn thủy quân lục chiến Rồng Xanh, đóng quân tại Quảng Ngãi, Hội An. So với lực lượng giải phóng quân của ta, thì quân Hàn Quốc được huấn luyện rất bài bản và được chọn lựa kỹ càng. Chúng rất thành thạo về các chiến thuật phản du kích, kỹ chiến thuật điêu luyện. Được huấn luyện đào tạo theo các giáo trình huấn luyện biệt kích của Mỹ, chúng rất gan lì và được đầu độc nặng nề về lòng căm thù chế độ Cộng sản. Ngoài ra, ngay cả người Mỹ cũng phải kính nể về trình độ võ thuật của lính Hàn Quốc. Tiêu chuẩn của binh lính tham gia vào những đơn vị kể trên phải là người có trình độ cao các môn Taekwondo hoặc Hapkido truyền thống của Đại Hàn. Lính Hàn Quốc có thể độc lập tác chiến và tự tìm cách duy trì sự sống trong rừng sâu khi bị lạc đơn vị trong chiến đấu một thời gian tương đối lâu. Chúng nghiên cứu quy luật chiến đấu và hoạt động của du kích ta rất kỹ lưỡng và đối phó khá hiệu quả trong thời gian đầu. Chúng tổ chức các đợt càn quét rộng và lớn, đêm đêm chia quân đi phục kích các vị trí nghi ngờ với sự kiên trì và tính kỷ luật cao độ. Khi đi càn, chúng luôn luôn đi đầu, trực thăng Mỹ và pháo binh yểm trợ trên đầu và bộ binh Mỹ ủng hộ vòng ngoài. Quân Hàn Quốc hoạt động gần như là độc lập với quân Việt Nam Cộng Hòa và không tin tưởng vào đồng minh trong vấn đề tác chiến. Chúng sẵn sàng nổ súng tiêu diệt mà không cần bắn cảnh cáo khi có một dân vệ Việt Nam Cộng Hòa đi lạc đường vào khu vực mà chúng chiếm giữ. Quân ta gặp khá nhiều khó khăn và tổn thất khi đối đầu với lính Hàn Quốc. Chúng rất lì lợm trong việc phục kích và khủng bố dân trong các vùng chiếm đóng với cách thức hết sức dã man. Quân đội Hàn Quốc gây ra rất nhiều tội ác man dợ, trời không dung, đất không tha, như giết hại cùng lúc 500 dân làng ở Tịnh Sơn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, với thành phần chủ yếu là người già, trẻ em và phụ nữ, để khủng bố săn đe mọi người không được ủng hộ xung kích và trả thù cho những tên bị quân ta tiêu diệt. Tư lệnh miền đã nhận được rất nhiều thư tố cáo và yêu cầu trừng trị lũ giặc đánh thuê man dợ của chi hội phụ nữ và dân trong vùng bị chúng chiếm đóng. Quân ta đã tập trung lại và thề tiêu diệt bọn Đại Hàn để trả thù cho chiến sĩ và đồng bào hy sinh với khẩu hiệu viết bằng máu: xé xác rồng xanh, phanh thây Mãnh Hổ, máu phải trả bằng máu, quyết trả thù cho đồng bào Bình Sơn, Sơn Tịnh bị Nam Triều Tiên sát hại. Các chiến sĩ của ta vào trận với quyết tâm cao, cùng với vành khăn tang trắng trên đầu để tưởng nhớ những đồng bào bị giặc sát hại, và những hoạt động khai tử rồng xanh liên tục diễn ra. Vào một ngày giữa năm 1966, như thường lệ, lính Hàn Quốc lên trực thăng đi càn khá đông. Chúng đổ bộ xuống một cánh đồng mà không biết đã có tiểu đoàn 48 quân giải phóng bố trí trận địa bao vây phục sẵn. Đợi bọn giặc vào thật gần, cả tiểu đoàn đồng loạt nổ súng. Địch bị bất ngờ chống cự yếu ớt và tháo chạy tìm đường thoát thân. Quyết không để kẻ thù chạy thoát thân, ta nhất loạt xung phong truy kích tiêu diệt địch. Cuối trận đánh, địch hầu như bị tiêu diệt toàn bộ, bỏ lại hơn 200 xác chết, chỉ có một số ít tháo chạy được. Sau đó, nhiều đại đội Hàn Quốc bị tiêu diệt gọn trong các trận bao vây và phục kích của ta. Địch bắt đầu hoang mang và chùn tay hơn khi đi càn quét. Tuy nhiên, tinh thần của chúng chỉ gục ngã hẳn sau một trận đánh lớn,
trận đánh giáng một đòn mạnh vào quân đội Hàn Quốc, rung động đến cả Seoul và làm Tổng thống Park Chung-hee phải điên đầu. Đó là trận tấn công một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ của Lữ đoàn Rồng Xanh, nổi tiếng là tàn ác khát máu, đóng tại Đồi Chanh, Quang Thạnh, tỉnh Quảng Ngãi vào năm 1967. Trận đánh này có ý nghĩa rất lớn, nó củng cố tinh thần cho quân giải phóng, làm hả lòng hả dạ đồng bào Quảng Ngãi, nơi quân giặc đã gây ra nhiều tội ác tày trời, làm tan ra ý chí chiến đấu và sự hung hăng của quân Hàn Quốc đánh thuê. Đặc biệt, trận này không phải là ta phục kích đánh lẻ tẻ, mà đánh tiêu diệt, xóa sổ một lực lượng cỡ tiểu đoàn trong một căn cứ phòng ngự vững chắc, được kết cấu bởi một hệ thống các công sự phòng ngự, kèm theo các lô cốt cố thủ bao quanh bởi một hệ thống dây kẽm gai gài mìn nhiều tầng, được giám sát bảo vệ bởi các tốp lính đi tuần, canh gác cẩn mật. Diễn biến trận Quang Thạnh ngày 15 tháng 2 năm 1967. Tư lệnh miền đã cân nhắc rất kỹ các kế hoạch tấn công vào cứ điểm Đồi Chanh Quang Thạnh. Mục tiêu của ta đề ra là phối hợp các tiểu đoàn chiến đấu vận động, bí mật tiếp cận mục tiêu theo hình thức đặc công. Đến nơi, tạo bốn cửa mở ở bốn góc bằng cách gài bộc phá để phá đồng loạt các hàng rào dây kẽm gai, sau đó đồng loạt xung phong tiến vào tiêu diệt quân địch trong cứ điểm bằng AK, lựu đạn và súng phun lửa kết hợp với DKZ và B-40 ở bên ngoài. Yếu tố bất ngờ đóng vai trò chủ đạo và trận đánh sẽ diễn ra vào khoảng 10 giờ tối và phải kết thúc trước càng nhanh càng tốt trước khi trời sáng để đề phòng quân địch ở những căn cứ khác kéo đến tiếp viện và hạn chế hỏa lực của phi pháo bắn tiếp cứu. Trận đánh bắt đầu đúng như kế hoạch, ta dùng 4 mũi tấn công bí mật tiếp cận từ các hướng. Giữa các mũi tấn công luôn luôn phải đảm bảo liên lạc thông suốt với nhau và với ban chỉ huy trận đánh. Tuy nhiên, do giải lộ tiêu không tốt mà một mũi tấn công bị lạc đường, mất liên lạc và không tới vị trí tập kết được. Mặc dù chỉ còn lại 3 mũi, nhưng ta vẫn quyết định tấn công cứ điểm. Ta đã thành công trong việc bịt mắt bọn đi tuần và bọn gác bên ngoài. 3 mũi bí mật tiếp cận các cửa mở và đặt xong bộc phá. Chỉ huy trận đánh ra lệnh đồng loạt phát hỏa để mở các cửa. Sau những tiếng nổ bộc phá và DKZ, B-40 cùng lựu đạn, quân ta nhất loạt xung phong, đột phá qua các cửa mở dùng AK bắn xối xả vào giao thông hào, các ụ phòng ngự có đặt trung liên và các khu dã chiến cho lính ngủ nửa chìm nửa nổi. Bọn địch bị hoàn toàn bất ngờ, vòng ngoài nhanh chóng bị hỏa lực của ta tiêu diệt. Số còn lại lùi vào bên trong, vừa phản kích dữ dội, vừa tìm cách tập trung lực lượng dựa vào các lô cốt phòng ngự. Nắm được ý đồ của địch, ta vừa tăng cường sức tiến công, vừa bao vây chia cắt địch theo từng khu vực để tiêu diệt và gọi hàng. Mặc dù sức tấn công của ta mạnh ở 3 mũi, nhưng do thiếu một mũi tấn công thứ tư, cho nên việc chia cắt cô lập địch thành các khu vực nhỏ để bao vây tiêu diệt triệt để trở nên khó khăn. Quân Hàn Quốc dựa vào các lô cốt hầm ngầm, điên cuồng chống cự bằng trung liên, nhất quyết không đầu hàng. Ta dùng súng phun lửa và lựu đạn tiêu diệt các ụ phòng ngự ngoan cố này. Đến gần sáng, ta làm chủ phần lớn cứ điểm, căn cứ ngổn ngang xác địch. Do sơ hở, ta để một đại đội thuộc sư đoàn bộ binh Mãnh Hổ từ bên ngoài đánh vào tiếp cứu và chúng co cụm vào hai lô cốt kiên cố nhất ở trên cao, dùng hỏa lực chống cự quyết liệt. Lúc này, phi pháo ở bên ngoài bắn vào dữ dội hơn. Do bên trong căn cứ lúc này chủ yếu là quân ta, cho nên chỉ huy trận đánh ra lệnh giải quyết số thương binh tử sĩ và rút lui dần, vì nếu như kéo dài tới sáng sẽ không có lợi. 4 giờ sáng, quân ta rút lui an toàn ra khỏi căn cứ Đồi Chanh Quang Thạnh. Mặc dù không tiêu diệt được 100% quân số địch, không bắt được tù binh, nhưng số mà ta tiêu diệt và loại khỏi vòng chiến đấu đủ để xóa sổ tiểu đoàn lính thủy đánh bộ của Lữ đoàn Rồng Xanh đóng tại đây. Trận này ta tiêu diệt tại chỗ 420 lính Hàn Quốc, trong khi đó chúng có khoảng 500 tên trong căn cứ. Đây là một trận đánh lớn, có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đánh quỵ Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Rồng Xanh, giáng một đòn chí tử và đội quân đánh thuê tàn ác, củng cố tinh thần cho bộ đội khu 5 về khả năng đánh địch trong cứ điểm phòng ngự kiên cố. Âm vang của trận đánh lớn đến nỗi làm lính Hàn Quốc sống sót mất hết tinh thần. Sau trận đánh, 6 tên lính Park Chung-hee ở một đơn vị Rồng Xanh đã rút chốt lựu đạn tự tử tập thể, một số tự bắn vào chân để phản đối lệnh đi càn của chỉ huy. Ở các nơi có bọn Đại Hàn đóng quân,
một số đem súng tìm du kích để đầu hàng. Một số thông qua dân nhắn bộ đội giải phóng đừng có bắn chúng, đổi lại chúng sẽ chỉ đi càn lấy lệ. Sau chiến thắng này, bà con ta hả lòng hả dạ và yên tâm bám đất ủng hộ du kích, kiên quyết không vào các ấp chiến lược do địch cưỡng chế. Lính đánh thuê và gái điếm Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam. Trong thập niên 1960-1970, chính quyền Đại Hàn Dân Quốc đã thu được những khoản lợi nhuận kếch xù từ xương máu của binh lính và nhân phẩm phụ nữ Hàn. Toan tính của chính quyền Đại Hàn Dân Quốc. Ngay sau khi Ngô Đình Diệm công bố kết quả cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 26 tháng 10 năm 1955, ngày 27 tháng 10, Nam Triều Tiên đã vội vã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Cộng Hòa. Tháng 9 năm 1957, trong chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Ngô Đình Diệm, Lý Thừa Văn đã chính thức gợi ý về việc thành lập một liên minh quân sự chống cộng ở châu Á, bao gồm Đại Hàn Dân Quốc, Trung Hoa Dân Quốc và Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, Hàn Quốc và Việt Nam Cộng Hòa ra tuyên bố chung, cam kết phát triển quan hệ và khẳng định quyết tâm chống cộng. Lý Thừa Văn nhấn mạnh lại trong chuyến thăm Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 11 năm 1958, cần phải khẩn thiết thành lập một đạo thập tự quân chiến đấu cho tự do. Ý định gửi quân đội sang Việt Nam tham chiến của chính phủ Hàn Quốc có từ rất sớm. Đầu năm 1954, Tổng thống Lý Thừa Văn đã đề nghị gửi quân đội Hàn Quốc đến Việt Nam để hỗ trợ cuộc chiến đấu chống Cộng sản. Những năm 1957-1958, chính quyền Lý Thừa Văn còn tổ chức các đoàn khảo sát tình hình chiến trường miền Nam Việt Nam, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện nếu đề nghị gửi quân được chấp nhận. Tháng 11 năm 1961, trong chuyến thăm Washington, Chủ tịch Hội đồng Tối cao Tái kiến thiết quốc gia Park Chung-hee xin Mỹ cho quân đội Hàn Quốc đến Việt Nam, nhưng khi đó Mỹ chưa chính thức đưa quân vào Việt Nam. Diễn biến chiến trường tiếp tục có những bất lợi đối với quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Mỹ phải tập trung cứu nguy cho Sài Gòn, khiến Hàn Quốc lo lắng bị bỏ rơi, càng thúc đẩy quyết tâm gửi lính đánh thuê sang Việt Nam của chính phủ Hàn Quốc. Sau khi Johnson nhậm chức Tổng thống Mỹ nhằm giảm bớt gánh nặng xương máu, ngày 9 tháng 5 năm 1964, Mỹ chính thức gửi công hàm cho 25 nước đồng minh, yêu cầu cùng chia sẻ trách nhiệm với Mỹ ở Việt Nam. Tháng 6 năm 1964, Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Khánh đề nghị 34 nước chi viện sau nhiều nước phản ứng khá dè dặt. Chỉ có Hàn Quốc nhiệt tình hưởng ứng cùng các nước Úc, New Zealand, Thái Lan, Philippines gửi quân tham chiến tại Việt Nam với sự hỗ trợ hậu cần của Nhật Bản, Singapore. Ở đây, Hàn Quốc lựa chọn bài toán 4 lợi ích. Thứ nhất, đáp ứng yêu cầu của Mỹ, tỏ rõ sự trung thành của một chư hầu để không bị Mỹ bỏ rơi. Bán cho chính phủ Mỹ gần 400.000 lượt lính đánh thuê và 1,1 triệu phụ nữ Hàn phục vụ nhu cầu xác thịt của lính Mỹ, họ đổ lấy viện trợ kinh tế. Thứ hai, thanh lọc xã hội bằng biện pháp quân phiệt, trấn áp thành phần khác tư tưởng những kẻ lưu manh trộm cướp, tống hết vào án lính xuất khẩu. Bởi vậy, lính Đại Hàn nổi tiếng côn đồ, hung hăng tàn độc, gây ra hàng trăm vụ thảm sát dân thường ở Việt Nam. Thứ ba, dùng phần lớn tiền Mỹ trả cho xương máu của đám lính đó và nhân phẩm của phụ nữ Hàn làm học bổng, đào tạo các nguồn nhân lực kỹ thuật then chốt cần cho kế hoạch công nghiệp hóa. Thứ tư, giáo dục thế hệ hậu bị khắc ghi hận nhục dân tộc phải trả bằng kết quả học tập, nghiên cứu và làm việc. Khi mỗi tháng nhận trợ cấp đều tuyên thệ xác nhận đây là tiền đánh đổi xương máu và nhân phẩm của 1,5 triệu đồng bào của mình nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu học thuyết ca. Lực lượng lính đánh thuê Đại Hàn ở Nam Việt Nam. Ngày 20 tháng 7 năm 1964, dự án đưa lính đánh thuê sang miền Nam Việt Nam được trình và nhanh chóng được tất cả các thành viên Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc ủng hộ, bỏ phiếu thông qua ngày 31 tháng 7 năm 1964. Bắt đầu từ ngày 24 tháng 8 năm 1964, binh lính Đại Hàn có mặt tại Việt Nam. Đến cuối năm 1966, tổng số quân Đại Hàn tại Việt Nam đã lên đến 45.660 người, chiếm hơn 50% lực lượng quân đội nước ngoài tại miền Nam Việt Nam và 25% tổng lực lượng chiến đấu của Mỹ trên chiến trường quân khu 5. Năm 1968 chính là năm Hàn Quốc có lực lượng quân sự cao nhất lên tới 50.003 người.
chính phủ Hàn Quốc còn ra sức thuyết phục Mỹ đồng ý không cắt giảm lực lượng tại Hàn Quốc nếu như không có sự trao đổi và thỏa thuận trước. Việc Mỹ bố trí sư đoàn Mãnh Hổ, Bạch Mã, Rồng Xanh của Đại Hàn chốt giữ ở chiến trường quân khu 5, một địa bàn chiến lược trọng yếu, cho thấy Mỹ tin tưởng và đánh giá cao khả năng của đội quân đánh thuê này. Quân đội Hàn Quốc trở thành lực lượng xương sống trong các cuộc hành quân bình định và tìm diệt, chia sẻ tới gần 40% nhân lực và sinh mạng chiến tranh cho nước Mỹ. Theo thống kê chính thức của chính phủ Hàn Quốc, từ tháng 10 năm 1965 đến tháng 3 năm 1973, quân đội Hàn Quốc tiến hành và tham gia tiến hành 1.170 cuộc hành quân ở quy mô cấp đại đội trở lên, hơn 556.000 cuộc hành quân quy mô cấp trung đội trở xuống, gây ra hàng loạt những vụ thảm sát đẫm máu và tàn khốc. Trong đó có 13 vụ giết 100 người trở lên, có vụ hơn 1.000 người. Không chỉ đảm nhiệm các hoạt động quân sự, lực lượng Nam Hàn còn tích cực tiến hành công tác dân sự, dân vận, tâm lý chiến. Trong giai đoạn đầu tham chiến, tỷ lệ các hoạt động quân sự là chiếm 70%, công tác dân sự, tâm lý chiến chỉ chiếm 30%, thì từ nửa cuối năm 1967, tỷ lệ này được nâng lên ngang bằng 50-50. Tuy nhiên, các hoạt động dân sự này luôn được tiến hành song song với những trận càn quét, bắn giết man sợ nhằm vào dân thường Việt Nam. Làm giàu từ chiến tranh Việt Nam, phục vụ mục tiêu kinh tế, Hàn Quốc xin Mỹ ký bản ghi nhớ Brown. Theo đó, đổi lấy việc Hàn Quốc đưa quân đánh thuê tới miền Nam Việt Nam, Mỹ cam kết cung cấp một số lượng lớn trang thiết bị cho việc hiện đại hóa quân đội Hàn Quốc, mua của Trung Quốc, các trang thiết bị quân nhu, các loại hàng hóa cần thiết khác để cung cấp cho quân đội Hàn Quốc tại Việt Nam, tăng cường viện trợ kỹ thuật cho Hàn Quốc ở tất cả các lĩnh vực nhằm đẩy mạnh xuất khẩu của Hàn Quốc, tăng thêm các khoản cho vay của Cơ quan Phát triển Quốc tế AIC. Đại Hàn Dân Quốc đã thu được những khoản lợi nhuận kếch xù từ xương máu của binh lính và nhân phẩm phụ nữ Hàn. Họ không mất bất kỳ một phí tổn nào cho lực lượng quân đội ở Nam Việt Nam, mà riêng từ năm 1965 tới năm 1970 đã nhận được từ Mỹ 1 tỷ đô viện trợ, 150 triệu đô vốn vay phát triển. Hàn Quốc cũng nhận được những hợp đồng thầu xây dựng béo bở, những hợp đồng xuất khẩu lao động có lợi nhuận cao, chiếm tới 70% tổng số lao động Hàn Quốc tại nước ngoài khi đó. Số ngoại tệ mà Hàn Quốc thu được từ miền Nam Việt Nam do Mỹ trả tăng để qua các năm, bình quân chiếm 38% tổng xuất khẩu sản phẩm và 47% số tiền Hàn Quốc nhận được từ nước ngoài. Đây là một trong những yếu tố quan trọng tạo ra sự phát triển ngoạn mục của kinh tế Hàn Quốc trong thập niên 60-70. Từ năm 1965 đến năm 1975, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 29 lần và tổng sản phẩm quốc dân tăng 14 lần. Năm 1971, thu nhập bình quân đầu người của Hàn Quốc tăng hơn gấp 3 lần so với năm 1961. Về quân sự, trong thời gian Hàn Quốc gửi quân sang Việt Nam, viện trợ quân sự của Mỹ cho Hàn Quốc tăng hơn gấp 2 lần, bình quân mỗi năm vào khoảng 370 triệu đô. Nhờ vào những khoản viện trợ đó, Hàn Quốc đã từng bước hiện đại hóa quân đội, phát triển mạnh mẽ công nghiệp quốc phòng. Tuy nhiên, Đại Hàn đã phải trả cái giá quá đắt cho việc đưa quân vào miền Nam Việt Nam. Cụ thể là hơn 5.000 binh lính thiệt mạng, 11.000 người mang thương tật vĩnh viễn, 100.000 người bị nhiễm chất độc màu da cam. Chiến tranh Việt Nam đã đi qua hơn 40 năm, song hội chứng chiến tranh Việt Nam ở Hàn Quốc dai dẳng, nhức nhối, không kém gì ở nước Mỹ và vẫn đang rỉ vào tinh thần hàng ngàn cựu chiến binh và các cô gái điếm năm xưa. Chớ trêu là truyền thông Hàn chỉ tập trung tố cáo Nhật làm nhục phụ nữ Triều Tiên trong Thế chiến thứ hai. Do chính sách o bế thông tin của nhà cầm quyền Hàn Quốc, người dân hầu như không có thông tin gì về những hoạt động trong quá khứ của binh lính Hàn Quốc tại Việt Nam. Phải tới đầu những năm 2000, những bằng chứng về tội ác mới bắt đầu được biết đến, đưa ra qua tiết lộ của những cựu quân nhân Hàn Quốc ở Việt Nam. Những tiết lộ này đã phơi bày chi tiết sự tàn nhẫn trên một mức độ khó tưởng tượng của binh lính Hàn Quốc đối với dân thường Việt Nam, gây ra một cú sốc trong dư luận về vai trò của người Hàn Quốc trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Tuy nhiên, phớt lờ ý kiến dư luận, Hàn Quốc vẫn không đưa ra lời xin lỗi chính thức ngoài một số hoạt động của những tổ chức phi chính phủ và một số nhóm người Hàn Quốc có lương tri đến chuộc lỗi tại những nơi họ gây ra tội ác chiến tranh ở Việt Nam.
nỗ lực hàn gắn nỗi đau lịch sử của người dân Hàn Quốc. Nếu như sự tàn bạo của lính Mỹ với thường dân Việt Nam đã hứng chịu sự trừng phạt của dư luận Mỹ và quốc tế chỉ sau một thời gian ngắn, thì những vụ việc tương tự do lính Hàn Quốc gây ra đã không được nhắc tới sau một thời kỳ dài. Nhận thức được những tội ác trong quá khứ của những binh lính Hàn Quốc, kể từ đó đến nay, một số cựu binh và những người yêu chuộng hòa bình ở Hàn Quốc đã tham gia các cuộc vận động về vấn đề các vụ thảm sát ở Việt Nam, gửi lời xin lỗi đến nhân dân Việt Nam và quyên góp tiền để xây dựng các trường học, bệnh viện tại những nơi chịu tổn hại nặng nề nhất. Thông qua những hoạt động đó, họ mong muốn nhận được sự tha thứ từ người Việt Nam. Trong một cuộc thăm dò dư luận do Ủy ban Hòa bình của Tổ chức Đoàn kết Quốc tế của Hàn Quốc tiến hành, 77,9% người tham gia cho rằng chính phủ Hàn Quốc cần xin lỗi công khai và bồi thường cho nạn nhân Việt Nam vì những tội ác mà đội quân của chế độ Park Chung-hee đã gây ra. Ngày nay, giữa Việt Nam và Hàn Quốc có một mối quan hệ nồng ấm trên các lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Thật sự khó có thể hình dung được điều này nếu quay trở về thời điểm nửa sau thập niên 1960, là khoảng thời gian đen tối nhất trong lịch sử quan hệ giữa hai nước. Đó là giai đoạn các lực lượng quân sự Hàn Quốc dưới chế độ độc tài của Park Chung-hee đã tham gia và gây nhiều tội ác trong cuộc chiến do Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Theo giáo sư người Hàn Quốc, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng về chiến tranh Việt Nam, đã có trên 43 vụ thảm sát đẫm máu do binh lính Hàn Quốc thực hiện tại Việt Nam được ghi nhận, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người. Giờ đây, chương lịch sử u ám đó đã được khép lại, thế nhưng không có nghĩa nó sẽ bị lãng quên vĩnh viễn. Các thế hệ sau cần phải ghi nhớ khoảng thời gian lịch sử này như một bài học đắt giá để biết trân trọng mối quan hệ mình đang có, cũng như để những câu chuyện đau buồn không còn có cơ hội xảy ra trong tương lai.